Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho anh em con game Neo 79 nha anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được 39k với lại khuyến mại nạp đầu là 100% nha anh em. Cách nhận 39k thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký nha anh em. Khi anh em đăng ký, anh em có thể liên hệ qua cho mình hoặc anh em có thể liên hệ hỗ trợ trong game nha anh em. À, anh em vào cái mục này có cái tai nghe này, anh em liên hệ qua đấy để xin cái khuyến mại 39k đấy. Còn khuyến mại nạp đầu thì anh em vào cái mục khuyến mại này đấy. Anh em chọn cái mục thưởng nạp đầu là 100%, anh em bấm vào đây đấy. Anh em bấm đăng ký, anh em nạp xong anh em bấm đăng ký, hoặc anh em đăng ký xong rồi anh em nạp đấy. Nạp 100k thưởng 100% là nạp 100k thì được 200k, thưởng tối đa là 2 củ anh em ạ. Anh em nạp 2 củ thì anh em sẽ được 4 củ nha anh em. Thế là cùng đấy. Sau khi nạp tiền thành công tại giao diện khuyến mại, nó sẽ tự động 2 đến 3 phút là nó sẽ lên điểm cho anh em chiến đấu đấy. Cũng đơn giản thôi anh em. Mỗi tội là cái yêu cầu vòng cược này là 20 anh em. Đấy. Mình lai dài vào thì có thể là được. Đấy. Con game Neo 79 này có rất là nhiều những cái trò chơi để anh em chiến đấu anh em. Như live casino này, thể thao này, đổ hũ, bắn cá này, game bài, đá gà, đua ngựa, xổ số, các kiểu đại đều hết anh em ạ, đầy đủ này. Mình chưa thấy có trang web nào mà nó nhiều game như thế này anh em ạ. Đây là bên nổ hũ đi anh em ạ, đây nhiều lắm anh em ạ, có tận mấy trang luôn anh em ơi, đấy 91 trang anh em ạ. Thật sự là nạp 100 củ đi vào trải nghiệm, không biết có trải nghiệm được hết không anh em ạ. Cứ quay pha nào làm mắc thì khả năng là không được đâu anh em ạ. Quay mắc của nó là hôm nọ có một cái hú quay mắc mỗi tay 20 củ hay là 10 củ gì đấy anh em ạ. Nổ phát thì cứ phải gọi là mắc win nữa vài chục tỷ nhưng mà. Đa số là mình chơi là quay cái thần tài đâu nhỉ. Hú này thì lại bảo trì anh em ạ, đa số mình vào cái hú này hiện tại đang bảo trì. Đấy. Anh có thể tham khảo quay những cái hú thần tài này. Thần tài thì mình thấy dễ ăn. Anh em có thể chơi bên này Sạc Pixi Live Casino này, chơi ba cá này, bóng đá thể thao đầy đủ anh em ạ. Bóng đá thì chơi thì trực tuyến thì nó là sánh chín, còn đây là game bài, tiến liên, xịt tố, sóc đĩa, tài xỉu, ba cá, nói chung là đầy đủ anh em ạ, nói chung là đầy đủ này, bầu cua này. Đấy, nói chung là đầy đủ mấy trang này, 6 trang cơ à, còn có đủ thể loại anh em ạ, chắc ở hết được 6 trang anh em ạ, cái game bài là 6 trang, còn đá gà thì mình không khoái, nhưng anh em nào khoái thì mình có thể giao lưu vậy. Với lại mấy cái vấn đề thì mình không hiểu đâu, với lại xổ số nào, xổ số để mình xem qua à, đủ nhiều vậy. Xổ số 6:30 cũng có hết anh em ạ. Nhưng mà chả biết cái nào. Có nha anh em. Đấy anh em có thể vào tham khảo rồi. Còn cái này là cái gì vậy? Chả hiểu luôn anh em ạ. Cái gì mà Sapa gì vậy? Nếu anh em muốn tải thì anh em có thể tải ứng dụng về này anh em. Nếu mà anh em không anh em muốn tải cái ứng dụng này, anh em vào như người mẹ ám ấy anh em ạ. Đấy anh em tải về, nếu mà anh em máy iPhone hay là Android thì anh em quét mã đây, có 2 cái mã đây anh em ạ, anh em quét tải về. Khi anh em đăng ký anh em vào đến game thì anh em sẽ có tải về nhiều thể loại lắm anh em ạ. Mình thấy quay hú thì mình thấy nhiều thôi anh em ạ, hú thì mình thấy nhiều thôi. À, còn bắn cá nữa nhỉ, đâu xem bắn cá nào. Bắn cá nhiều mấy trang này,
Ôi, bắn cá thật 4 trang anh em ạ, bắn cá 4 trang này. Đấy. Nếu anh em nào muốn giao lưu thì link tải và đăng ký thì mình để dưới phần bình luận cho anh em đăng ký giao lưu nha anh em. Mình chúc anh em may mắn chiến thắng con game N79 nha anh em. Bye bye anh em nhé, hẹn anh em ở những cái video sau nha anh em. Hôm nay hết vốn để chiến anh em ạ. Thế nào, 30 vào dích hú xem như nào. Ok anh em.